Nam Quốc Sơn Hà được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt, gắn liền với tên tuổi của Thái úy Lý Thường Kiệt, nhân vật kiệt xuất thời nhà Lý, có công hai lần đánh Tống, giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc. Đến nay, Lý Thường Kiệt vẫn được nhân dân nước Việt xem là bậc đại danh tướng, là linh hồn của những chiến công hiển hách thế kỷ 11. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Lý Thường Kiệt, hai lần đánh Tống và bản hùng ca Nam Quốc Sơn Hà. Mang trí lớn từ thuở bé. Lý Thường Kiệt sinh năm 1019 tại phường Thái Hòa, thành Thăng Long, Hà Nội. Theo học giả Hoàng Xuân Hãn, Thái Hòa là tên một núi nhỏ ở phía tây trong thành Thăng Long, bây giờ là ở phía nam Đê Bách Thảo, gần chỗ rẽ xuống cung thể thao quần ngựa tại quận Ba Đình, Hà Nội. Họ gốc của Lý Thường Kiệt vốn không phải là họ Lý vì ông được ban quốc tính. Hiện có hai thuyết lớn gây tranh cãi về họ gốc của Lý Thường Kiệt. Theo phả hệ họ Ngô Việt Nam, cùng thần phổ Lý Thường Kiệt do Nhữ Bá Sĩ soạn vào thời nhà Nguyễn. Ông tên Ngô Tuấn, biểu tự Thường Kiệt, là con của tướng quân Ngô An Ngữ, cháu của sứ quân Ngô Xương Xí và chắt của thiên sách vương Ngô Xương Ngập, con trai trưởng của Ngô Quyền. Thuyết này được nhìn nhận phổ biến nhất, tuy nhiên lại bị xem là thuyết mới. Thời gian của cứ liệu đều còn non do soạn vào tận thời Nguyễn. Theo bia An Hoạch Báo Ân Tự Bi Ký lập năm 1100 và bia Cổ Việt Quốc Thái Úy Lý Công Thạch Bi Minh Tính Tự lập năm 1159 đều lập từ thời Lý, Lý Thường Kiệt tên Quách Tuấn, biểu tự Thường Kiệt, quê ở làng An Xá, huyện Quảng Đức, cơ xá huyện Gia Lâm ngày nay, sau này mới cải tịch thành phường Thái Hòa như toàn thư ghi nhận. Sử sách Trung Quốc chép tên ông là Lý Thường Cát hoặc Lý Thượng Cát. Trong gia đình, ông có một người em tên Lý Thường Hiến. Có lẽ cũng như anh, Thường Hiến là biểu tự chứ không phải tên thực. Tuy họ tên và những người thân thuộc vẫn còn trong vòng bí ẩn, nhưng một điều chắc chắn rằng gia thế của Lý Thường Kiệt vô cùng cao quý. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà ông là một nhà quan lại gốc gác bền vững, nối đời làm quan theo thức thế tập, tức là truyền chức này vĩnh viễn qua các đời. Tuy nhiên, Đại Nam Thực Lục lại cho rằng ông vốn xuất thân hoạn quan cao cấp. Cũng do hai nguồn từ hai họ khác nhau nên chức vụ cha của Lý Thường Kiệt cũng khác nhau. Sách Việt Điện Ô Linh Tập cùng với nguồn của phả hệ họ Ngô Việt Nam đều ghi cha của Lý Thường Kiệt là một Sùng Ban Lang Tướng. Sách An Nam Trí Lược trong quan chế đời Lý có hai tên Sùng Ban và Lang Tướng, nhưng chính sách ấy chép hai tên này rời nhau. Còn với giải thuyết họ Quách thì Lý Thường Kiệt là con Thái úy đời Lý Thái Tông. Đại Việt Sử Lược chép là Thái úy Quách Thịnh Ích. Còn An Nam Trí Lược thì chép là Thái úy Quách Thịnh Giật. Từ nhỏ, Lý Thường Kiệt đã tỏ ra là người có chí hướng và nghị lực, chăm học tập, rèn luyện cả văn lẫn võ, từng nghiên cứu về binh pháp. Ngoài ra, chính sử cũng ghi nhận rằng khi còn trẻ, ông rất khôi ngô tuấn tú và từng được phong là đệ nhất Mỹ Nam Tử. Bia Nhữ Bá Sĩ chép, khoảng niên hiệu Thiên Thành, đời Lý Thái Tông, cha đi tuần biên địa ở Tượng Châu thuộc Thanh Hóa, bị bệnh rồi mất vào năm Tân Mùi, tức năm 1031. Thường Kiệt bấy giờ 13 tuổi, đêm ngày thương khóc không dứt. Chồng của người cô là Tạ Đức thấy thế, đem lòng thương và dỗ dành. Tạ Đức hỏi ông về chí hướng, ông trả lời, về văn học, biết chữ để ký tên là đủ. Về võ học, muốn theo Vệ Thanh Hoắc Khứ, lo đi xa vạn dặm để lập công, lấy được ấn phong hầu để làm vẻ vang cho cha mẹ, đó là sở nguyện. Tạ Đức khen ông có chí khí, bèn gả cháu gái là Thuần Khanh, còn dạy Thường Kiệt học các sách binh thư. Thường Kiệt đêm đọc sách, ngày tập bắn cung, cưỡi ngựa, lập doanh, bày trận. Các phép binh thư đều thông hiểu cả. Tạ Đức lại khuyên đọc sách nho, Thường Kiệt rất chịu gắng công học tập nên chóng thành tài. Năm Lý Thường Kiệt 18 tuổi, mẹ mất, hai anh em lo đủ mọi lễ tống táng. Trong khi cúng tế, hễ có việc gì, ông cũng tự tay mình làm. Lúc hết tang, nhờ phụ ấm, Thường Kiệt được bổ chức kỵ mã hiệu úy, tức là một sĩ quan nhỏ về đội quân cưỡi ngựa. Vì sao Lý Thường Kiệt trở thành hoạn quan? Nhiều người chắc sẽ phải thắc mắc, với xuất thân cao quý như vậy, hà cớ gì mà Lý Thường Kiệt phải tịnh thân, một việc vô cùng hèn mọn để có thể chen chân vào trong triều đình? Hầu hết các bộ chính sử cũng như giã sử của Việt Nam đều ghi nhận rằng ông là một hoạn quan, nhưng lý giải nguyên nhân đều không rõ ràng. Hầu hết các sử gia hiện đại đều bác bỏ những ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên. Lịch Triều Hiến Chương loại trí rằng ông tự tịnh thân để được xung chức hoàng môn tri hậu,
hay thậm chí là chỉ để nhận có 3 vạn quan tiền như theo giả sử. Bởi với gia thế là con đại thần, gia sản của cha để lại thừa sức giúp ông có cuộc sống dư giả, đồng thời cơ chế thế tập vào chức của cha cũng là lý do để có thể bác bỏ việc ông tịnh thân vì muốn làm quan. Có một thuyết nữa cho rằng Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành bắt được Nùng Chí Cao lại tha về, Lý Thường Kiệt can ngăn, vua cho là thất lễ bắt phải tịnh thân. Thuyết này cũng bị cho là sai bởi Nùng Chí Cao cai quản các khê động ở phía Bắc giáp với Tống, trong khi Chiêm Thành ở phía Nam, nên vua Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành bắt được Nùng Chí Cao nghe rất vô lý. Thứ hai, nếu Lý Thái Tông vì lòng nhân từ mà tha cho một người như Nùng Chí Cao thì không lý nào lại xử nặng một người thân cận chỉ vì người đó can ngăn chuyện này. Với các bằng chứng sử liệu mới và những giả thuyết, nguyên nhân Lý Thường Kiệt bị hại có lẽ là hợp lý hơn cả. Sử sách cho biết, thời trẻ, Lý Thường Kiệt có mối tình với Dương Hồng Hạc, tức Hoàng hậu Thượng Dương của vua Lý Thánh Tông sau này. Dương Hồng Hạc là cháu của Hoàng hậu Thiên Cảm, vợ vua Lý Thái Tông. Khi Hoàng hậu Thiên Cảm được Lý Thái Tông sủng ái, cha của bà là Dương Đức Thành được phong làm tể tướng. Từ đó, thế lực họ Dương được hình thành, ba thế hệ lần lượt nắm giữ các chức vụ quan trọng trong triều. Để tạo thêm thế lực cho họ Dương, Hoàng hậu Thiên Cảm đã đem Dương Hồng Hạc gả cho Thái tử Lý Nhật Tôn. Tuy nhiên, trước khi lấy Hồng Hạc, Thái tử Nhật Tôn đã được cảnh giác về việc họ Dương lộng quyền nên không muốn gần gũi với Hồng Hạc. Dương Hồng Hạc không được chồng đoái hoài tới nên bà muốn nhờ tình cũ là Lý Thường Kiệt giúp đỡ. Lúc này, ông đang giữ chức Thái tử Mật Thư Tỉnh Sự ở Đông Cung. Song có lẽ vì lo cho hậu vận nhà Lý nên Thường Kiệt đã không nhận lời giúp đỡ Hồng Hạc. Một số nhà nghiên cứu lịch sử đương thời cho rằng đó là lý do khiến ông bị Hồng Hạc và Hoàng hậu Thiên Cảm ra tay bức hại trong một đợt tịnh thân tuyển hoạn quan vào năm 1041. Việc này cũng giải thích phần nào lý do tại sao Lý Thường Kiệt đứng về phe của Nguyên Phi Ỷ Lan chứ không phải là phe của Hoàng hậu trong việc tranh giành quyền nhiếp chính sau khi vua Lý Thánh Tông mất. Sự nghiệp thăng tiến tột đỉnh. Trong 12 năm làm nội thị trong triều sau khi bị tịnh thân, danh tiếng của Thường Kiệt ngày càng nổi. Năm 1053, ông được thăng dần đến chức nội thị sảnh đô tri. Năm 1054, Thái tử Lý Nhật Tôn kế vị, sử gọi là Lý Thánh Tông, Thường Kiệt lên chức bổng hành quân hiệu úy, một chức quan võ cao cấp. Ông thường ngày ở cạnh vua, thường cam gián. Vì có công lao, ông được thăng làm kiểm hiệu Thái Bảo. Năm 1061, người Man ở biên giới Tây Nam quấy rối. Bấy giờ, Thường Kiệt đã 43 tuổi nhưng vẫn cầm quân chiến đấu. Đây là lần đầu tiên ông có một quân công đáng kể. Tháng 2 năm 1069, ông theo vua Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành. Thường Kiệt làm tiên phong đi đầu, truy bắt được vua Chiêm là Chế Củ. Cuối cùng, Chế Củ phải chịu hàng, dâng ba châu để được tha về nước. Vì có công trong cuộc chiến với Chế Củ, Thường Kiệt được ban quốc tính và từ đó ông chính thức được gọi là Lý Thường Kiệt. Bên cạnh vinh dự này, ông còn được thụ phong làm phụ quốc thái phó, kiêm các hàm như đao thụ chư trần tiết độ, đồng trung thư môn hạ, thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ cùng phụ quốc thượng tướng quân. Ngoài ra, với danh xưng thiên tử nghĩa đệ, Lý Thường Kiệt đã bán chính thức vào hàng quốc thích, ông còn nhận được tước khai quốc công. Năm 1072, Lý Thánh Tông qua đời, Thái tử Càn Đức mới 7 tuổi lên ngôi, chính là vua Lý Nhân Tông. Thái sư đầu triều là Lý Đạo Thành, tôn Hoàng hậu Dương Thị làm Hoàng Thái Hậu, buông rèm cùng nghe chính sự. Mẹ đẻ của Nhân Tông là Thái Phi Ỷ Lan không được dự vào việc triều đình, bèn dựa vào Lý Thường Kiệt để nắm lấy quyền nhiếp chính. Lý Thường Kiệt khi đó làm đô úy, chức vụ ở dưới Lý Đạo Thành. Tháng 6 năm 1072, tức 4 tháng sau khi lên ngôi, Nhân Tông đã phế truất Thượng Dương Thái Hậu, giam bà cùng 72 thị nữ vào lãnh cung và sau đó bắt tuẫn tán theo Thái Tông. Lý Đạo Thành bị giáng chức làm giáng nghị đại phu và bị biếm truất đi trấn thủ ở Nghệ An. Nguyên Phi Ỷ Lan chính thức trở thành Thái Hậu, Lý Thường Kiệt giữ vai trò phụ chính trong triều đình Đại Việt. Có thể thấy ngoài việc Ỷ Lan đã tác động đến Nhân Tông thì vai trò của Lý Thường Kiệt là vô cùng to lớn. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên like, ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nha các bạn. Tiên phát chế nhân, đem binh đánh Tống. Trong khi tình hình Đại Việt sau sự biến cung đình đã bước đầu ổn định, ở Trung Hoa, tình hình đang ngược lại theo chiều hướng trầm trọng hơn bao giờ hết. Nhà Tống vừa phải khắc phục những hậu quả do thời chia cắt ngũ đại thập quốc để lại,
vừa phải đối phó với nước Liêu của người Khiết Đan. Sang thời Tống Nhân Tông, nhà Tống lại bị sự uy hiếp của Tây Hạ. Trong nước, triều Tống bị rối loạn bởi những cải cách của Vương An Thạch. Bởi vậy, chủ trương tiến đánh các nước phía Nam Trung Quốc để giải tỏa các căng thẳng trở thành một chiến lược. Năm 1070, Vương An Thạch tâu lên vua Tống rằng giao chỉ vừa đánh Chiêm Thành bị thất bại, quân không còn nổi một vạn, có thể lấy quân Ung Châu sang chiếm giao chỉ. Tin lời gièm pha, năm 1073, vua Tống Thần Tông ra lệnh biến vùng Quảng Tây thành cứ điểm tập trung lực lượng, đặc biệt là trọng tâm Ung Châu. Tuy Tống Triều cố gắng giữ bí mật, nhưng tình báo của Đại Việt vẫn nắm được ý đồ của quân Tống. Đặc biệt năm 1073, một tiến sĩ nhà Tống là Từ Bá Tường vì không được trọng dụng nên đã thông báo với nhà Lý. Bởi thế, Đại Việt đã nắm được khá đầy đủ tình hình. Đương lúc quân Tống vẫn chưa tập hợp đủ lực lượng, Thái úy Lý Thường Kiệt cho rằng ngồi yên đợi giặc sao bằng đánh trước để bẻ gãy mũi nhọn của nó. Chủ trương thực hiện, tiến phát chế nhân, ông quyết định mở trận tiến công quy mô sang đất Tống. Đại Việt đã huy động 10 vạn quân do đích thân Lý Thường Kiệt chỉ huy, gồm cả thủy lục quân xuất phát từ vùng Móng Cái ngày nay, trở thành đạo quân Đông Tiến, tiến vào đất Tống nhắm tới Châu Khâm. Còn đạo quân của các thủ lĩnh dân tộc thiểu số ở phía Tây đặt dưới sự chỉ huy của Tôn Đản chia làm 4 mũi tiến vào đất Tống. Đạo quân phía Tây sẽ dương Tây để đạo quân phía Đông bất ngờ kích Đông. Ngày 27 tháng 10 năm 1075, Vi Thủ An dẫn 700 quân từ Tô Mậu vào đánh chiếm trại Cổ Vạn ở gần biên giới Đại Việt, mở đầu cho cuộc tấn công của Đại Việt trên đất Tống. Bị hoảng hốt, cộng thêm tin tức về Thiên Triều thì muộn nên các trại giáp biên nhanh chóng tan vỡ. Quân đội tại chỗ hoảng hốt chỉ lo ứng cứu phía Tây nên lơ là phía Đông. Ngày 30 tháng 12 năm 1075, Châu Khâm trúng kế Lý Thường Kiệt và bị hạ ngay trong ngày. Nghe tin Khâm Châu thất thủ, quân Tống ở Liêm Châu cố phòng bị nhưng không chống nổi. Ngày 2 tháng 1 năm 1076, Châu Liêm thất thủ. Phía Tống không còn quân cản đường nên quân Lý rất nhanh chóng đã kéo đến thành Ung Châu. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn lo ngại dân Tống sẽ cản đường về. Do đó, Lý Thường Kiệt viết phạt Tống lộ bố văn và sai yết ở dọc đường để phô trương thanh thế, kể tội nhà Tống, đồng thời tuyên bố tính chính đáng của cuộc chiến cũng như cam kết không xâm phạm lãnh thổ Trung Hoa. Bố văn ra kịp thời đã giúp cho quân Đại Việt nhận được sự ủng hộ của nhân dân Quảng Tây. Nhờ vậy, ngày 18 tháng 1 năm 1076, đạo quân của Lý Thường Kiệt đã dễ dàng tới Ung Châu hội với quân của Tôn Đản, vốn đã tới từ ngày 10 tháng 12 năm 1075, vây thành mấy vòng kiến như bưng. Tướng giữ thành là Tô Giám thấy thế quân Đại Việt mạnh, một mặt áp dụng triệt để chính sách cố thủ để chờ viện quân, đồng thời cho người mang thư phá vòng vây, ra báo cho Tống Cầu ở Quý Châu. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 2 năm 1076, quân Lý kéo thẳng đến ải Côn Lôn, giữa Châu Tân và Châu Ung, cách Ung 40 km, đánh tan tác viện binh ở Quý Châu. Trương Thủ Tiết, Nguyên Dụ, Trương Biện, Hứa Dự, Vương Trấn là các chỉ huy của lực lượng viện binh nhà Tống đều bị giết tại trận. Nhiều quân sĩ Tống đầu hàng quân Lý. Ung Châu dưới sự chỉ huy của Tô Giám vẫn đứng vững sau nhiều ngày giao tranh. Quân Lý định bỏ cuộc thì bất ngờ có tù binh bên Tống hiến kế với Lý Thường Kiệt dùng phép thổ công, tức là trèo qua bao đất vào thành. Quân Đại Việt liền lấy túi cho đất vào, cứ thế đắp vào chân thành. Khi các bao đất lên cao, quân Lý theo đó mà leo lên mặt thành, Lý Thường Kiệt theo đó mà tiến đánh. Ngày 1 tháng 3 năm 1076, sau 42 ngày ngoan cố kháng cự, thành Ung thất thủ, Tô Giám cố gắng đốc thúc tàn quân chiến đấu đến phút cuối cùng. Khi đã kiệt sức, ông cho 36 thân nhân tự sát rồi tự thiêu mà chết. Lấy xong Ung Châu, Lý Thường Kiệt kéo quân lên phía Bắc, tỏ ý muốn đánh tiếp Tân Châu. Tướng giữ Tân Châu nhà Tống là Cổ Cấn Lặc nghe tin, sợ hãi bỏ thành chạy. Tuy nhiên, liệu chừng đại quân Tống từ phương Bắc sắp kéo xuống, quân Lý công phá thành Ung Châu đã mệt mỏi, Lý Thường Kiệt quyết định thu quân trở về Đại Việt để lo bố phòng, chuẩn bị phòng tuyến chặn địch. Tháng 3 năm 1076, quân Lý rút khỏi Ung Châu. Chiến thắng Như Nguyệt và khúc anh hùng ca Nam Quốc Sơn Hà. Việc bị quân đội của một nước bé nhỏ ở phương Nam đánh bại ngay trên đất của mình thực chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào uy danh của Thiên Triều. 8 ngày sau khi thành Ung bị triệt phá, tức ngày 9 tháng 3 năm 1076, Tống Thần Tông ra chiếu đánh Đại Việt.
lực lượng đánh Đại Việt bao gồm khoảng 10 vạn quân, đặt dưới sự chỉ huy của Tuyên Huy Nam Viện Sử Quách Quỷ, trước là An Nam Đạo Chiêu Thảo Sứ, Triệu Tiết là phó tướng. Quân Tống gồm hai thành phần, có 4,5 vạn quân là binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu, từng chiến đấu với quân Liêu, Hạ, còn lại hơn 5 vạn quân là lính mới tuyển mộ ở các lộ Hà Bắc, Kinh Đông và quân mộ thêm trên đường hành binh từ Kinh Đô tới Ung Châu, cùng với quân Khe Động vùng biên giới. Bên cạnh 10 vạn quân chiến đấu, quân Tống còn có 20 vạn phu dịch và 1 vạn ngựa. Do phải chuẩn bị lương thực, thuốc men, cũng như tuyển mộ quân lính và các vấn đề khác, mãi tới đầu năm 1077, quân Tống mới xuất phát được. Một đạo quân Tống trên bộ do đích thân Quách Quỳ chỉ huy xuất phát từ Châu Ung tiến vào vùng Đông Bắc Đại Việt. Một đạo quân thủy do Dương Tiến Tùng chỉ huy xuất phát từ Châu Lôi đi men bờ biển và tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Lợi dụng sự chậm chạp của nhà Tống, quân và dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt nhanh chóng tiến hành các hoạt động kháng chiến. Tướng Lý Kế Nguyên chịu trách nhiệm đánh đạo thủy quân của Tống, còn Lý Thường Kiệt là tổng chỉ huy chung và trực tiếp chỉ huy đánh đạo quân bộ của đối phương. Để ngăn đạo lực quân Tống, Đại Việt bố trí hai tuyến phòng thủ, một ngay biên giới do các lực lượng của những thủ lĩnh dân tộc thiểu số chỉ huy và một ở bờ nam sông Như Nguyệt, tức sông Cầu. Tuyến phòng thủ bờ nam sông Như Nguyệt kéo dài khoảng 30 km, suốt từ chân dãy núi Tam Đảo tới Vạn Xuân, tức Phả Lại. Lợi dụng các địa hình tự nhiên như bãi lầy, gò cao và cả các chiến lũy bằng đất, gỗ, rào tre. Tuyến phòng thủ này có thể được coi là bức rào chắn cuối cùng bởi các điểm gần nhất của nó chỉ cách kinh thành Thăng Long và vùng Hoa Sơn Bắc Ninh hơn 30 km. Nếu tuyến phòng ngự này bị phá vỡ, coi như Thăng Long Đại Việt sẽ nằm trong tay nhà Tống. Ngày 8 tháng 1 năm 1077, Quách Quỳ và Triệu Tiết dẫn quân vượt qua ải Nam Quan tiến vào vùng Lạng Sơn. Ngay lập tức, quân Tống phải chịu sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội các dân tộc thiểu số, đứng đầu là Thân Cảnh Phúc. Tuy nhiên, do thế quân yếu, quân Đại Việt trên hầu hết khắp các tuyến biên giới nhanh chóng bị vỡ, phải rút về đánh du kích. Quân Tống thừa thế kéo xuống đồng bằng ở phía nam. Ngày 18 tháng 1, quân Tống tới bờ bắc sông Như Nguyệt, đối diện với tuyến phòng thủ chủ lực của quân Đại Việt. Trái ngược với đạo quân bộ, đạo quân thủy do Dương Tùng Tiên chỉ huy lại phạm phải sai lầm muôn thuở khi để thua quân Đại Việt do Lý Kế Nguyên chỉ huy trên sông Bạch Đằng hung hiểm. Thắng lợi của trận thủy chiến Đông Kênh đã làm thất bại hoàn toàn kế hợp vòng chiến lược của Quách Quỳ, đẩy Quách Quỳ, Triệu Tiết vào hoàn cảnh không có phương tiện cho đại quân vượt sông. Chờ thủy quân không thấy, lục quân Tống quyết định tấn công. Tuy nhiên, sau hai lần vượt sông thiệt hại nặng mà chẳng có kết quả gì, Quách Quỳ, Triệu Tiết đành tiếp tục đợi thủy quân đến. Sau 2 tháng, thấy quân Tống có dấu hiệu mệt mỏi, quân Đại Việt phản công. Ban đầu, quân Đại Việt tổ chức tấn công vào cánh của Quách Quỳ, song thất bại. Sau đó nhận thấy quân Tống đang tập trung chú ý vào mặt trận phía đông, quân Đại Việt liền tổ chức vượt sông đánh bất ngờ vào cánh quân phía tây của Triệu Tiết. Trận này, quân Đại Việt thắng lớn. Trong khi quân Tống rối loạn vì cánh phía Tây bị tập kích, quân Đại Việt tiếp tục đổ bộ đánh vào cánh quân phía Đông. Chính trong thời khắc ác liệt nhất của cuộc chiến, bỗng từ bờ nam sông Như Nguyệt, tại đền thờ Trương Hống Trương Hát, thuộc địa phận sông Như Nguyệt, khúc sông Cầu, huyện Yên Phong, lộ Bắc Ninh, nay là huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, bỗng có tiếng sơn thần vang vọng. Nam quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Lời lẽ đanh thép, bố cáo về tính chính danh của nhà nước Đại Việt độc lập, đồng thời tố cáo tội xâm lược của giặc, làm quân Tống mất tinh thần chiến đấu hoàn toàn. Cánh quân của Triệu Tiết chỉ huy nhanh chóng bị đánh bại, thương vong gần hết. Số quân Tống nằm chết la liệt cái gò nơi họ đóng quân, về sau cư dân địa phương gọi đó là gò xác hay cánh đồng xác. Hai đợt tấn công này đã khiến quân Tống lâm vào cảnh ngặt nghèo, thế phòng ngự bị rung chuyển và có khả năng sẽ bị đánh bại hoàn toàn nếu vẫn tiếp tục cố thủ. Sau khi giành được thắng lợi quyết định, Đại Việt chủ động nghị hòa, Quách Quỳ dù không muốn vẫn phải chấp nhận đình chiến. Tháng 3 năm 1077, Quách Quỳ rút quân về nước, quân Tống rút đến đâu, quân Đại Việt theo sau chiếm lại đến đó. Năm Mậu Ngọ, tức năm 1078, vua Lý Nhân Tông mở cuộc giao hảo với nhà Tống. Sứ thần Đại Việt là Đào Tông Nguyên đòi lại những châu, huyện ở miền Cao Bằng và được vua Tống Thần Tông ưng thuận, chính thức xác nhận chiến thắng hoàn toàn cho quân và dân Đại Việt. Sau khi đất nước sạch bóng quân Tống, vì lúc này vua mới 12 tuổi nên trọng trách với non sông của Lý Thường Kiệt vẫn chưa thể kết thúc sớm,
ông tiến hành tu bổ đê điều, đường xá, đình chùa hư hỏng trong chiến tranh và tiến hành nhiều biện pháp nhằm cải tổ bộ máy hành chính trong toàn quốc. Năm 1082, ông thôi chức thái úy và được cử về trị nhậm trấn Thanh Hóa suốt 19 năm trời. Đến năm 1101, vua Lý Nhân Tông lại mời ông trở lại về triều, giữ lại chức nội thị phán thủ đô Áp Nha Hành Điện nội ngoại đô tri sự. Lúc này, ông đã 82 tuổi. Tuy đã già nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cầm quân đánh giặc Lý Giác ở Diễn Châu, dẹp giặc Chiêm Thành quấy nhiễu ở Bầu Chính. Ông còn cho tổ chức lại quân đội, cho kiểm duyệt lại tất cả các đơn vị từ cấm binh đến dân quân. Tháng 6 năm Ất Dậu 1105, Thái úy Lý Thường Kiệt qua đời, thọ 86 tuổi. Vua Lý Nhân Tông đã phong ông làm nhập nội điện đô tri, kiểm hiệu Thái úy Bình Chương, quốc quân trọng sự, tước Việt quốc công. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.